Like a hell cut. À, sao đi anh? Đi mua đồ nó bổ cho em ăn. Nay bắt đầu tháo bạc ha. Tháo mái bạc, mái sắt, khung sắt. Ngày thứ hai, ngày thứ hả, đi bộ qua đây xéo đây có nè. Này là phòng mình cũng tháo luôn rồi ha. Xong. Đó, khung xương mình tháo hết rồi. Này là phòng này sẽ tận dụng lại nha ha. À, mình tận dụng lại cái để qua cái quán mới. Nhiều lắm các bạn, thì cố gắng làm từ từ chứ giờ cũng không biết sao.